Mọi quý vị là 7 cốc độ. Bây giờ chị sẽ làm cốc độ 14. Vô luôn. Vô luôn. Chắp chắp cùng Uzi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uzi. Anh em xin chào tất cả các bạn. Nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chuông Uzi nhé. Các bạn ai cũng nghe mì cay 7 cốc độ rồi đúng không? Thực sự là Uzi cũng đặc trưng có một cái ký ức không thể nào mà quên được. Đó là Bảo Sĩ không ngờ là có mì gói cay 7 cốc độ nữa. Đó là mì siêu cay. Không sao, Bảo Sĩ chấp hết. Sai. Nhìn bên ngoài mình sẽ thấy tên gọi là siêu cay, công nghệ đến từ Nhật Bản. Có hình con mực, hương vị hải sản. Ăn nhạt mì xào, mì nước đều ngon. Vậy là mình có thể nấu cả mì xào lẫn mì nước. Riêng Bảo Sĩ sẽ ăn thử cả hai để review cho các bạn xem nhé. Lưu ý, mình chỉ cần nấu mì trong vòng 4 phút nha. Sau đó bạn nào mà thích ăn mì nước thì sẽ để nước lại. Còn bạn nào mà thích ăn mì khô thì mình sẽ chắc nước ra. Đây, đây chính là những gói gia vị thần thánh nè. Vì để riêng trong gói nên ai không ăn cay được thì bỏ ít thôi. Còn bỏ hết gói thì sẽ tương đương với mì cay cốc 7 á. Vì mì siêu cay nên mình phải thử coi nó cay đến cỡ nào đúng không? Nên Uzi sẽ quắc hết. Ok, nấu xong rồi. Các bạn nghĩ là đây là xong hả? Không phải đâu các bạn. Biết sao không? Tại vì mỗi gói vị là 7 cốc độ. Bây giờ sẽ làm cốc độ 14. Vô luôn. Siêu cay vô luôn. Vô luôn. Đó là Uzi sẽ thêm một cái gói vị nữa. Đó là 7 x 7 là 14 đúng không các bạn? Bây giờ Uzi sẽ nấu cho các bạn. Để chế biến mì cay cốc 14, Uzi sẽ dùng thêm hành tây, ức gà, rong biển, phô mai và một gói gia vị mì siêu cay. Đầu tiên mình sẽ xào hành tây trước. Tiếp theo là mình sẽ bỏ ức gà vào, xào thật là chín. Và bây giờ là nhân vật chính, mì kho siêu cay và gói sốt siêu cay. Trộn đều lên với các nguyên liệu. Vậy là có đến 2 gói sốt. Ôi ôi, đổ quá vậy, cái này ăn có sao không ta? Để hành tất thì mình sẽ rải đều rong biển đã được cắt sợi và phô mai rải đều. Nấu đến khi phô mai tan chảy là hoàn thành mì cay cốc 14 rồi đấy. Oh my god, wow wow wow. Tới giờ rồi, mì siêu cay. Mình sẽ ăn mì cay nước trước nha. Trời ơi, nghe tiếng đảo quá. Ngon, nhưng nguy hiểm. Nghĩ sao cốc độ 7 vậy? Người ta ghi vội thôi chứ chắc là không có cay như vậy đâu. Ở cái mì thì bự hơn so với mì Việt Nam bình thường. Giống như udon vậy. Đại Uzi là biết ăn cay rồi. Mà Uzi ăn cái này xong kiểu giống như là cay nhưng mà không phải là siêu cay. Tại vì cái này là vừa là ăn khô và vừa là nước. Cho nên là cái này mới gọi là siêu cay. Cái này là siêu cay bé. Cái Uzi thích cái mì này đó là nhiều. Một gói thôi mà Uzi thấy là nhiều rồi. Uzi rất là hạnh phúc và Uzi rất là thích. Uzi thấy mì này rất là ngon, mềm. Uzi nghĩ là những bạn nào mà không ăn cay được thì cũng nên ăn thử, bởi vì cái này không có cay lắm đâu, nhưng mà chảy mồ hôi. Ok, bây giờ Uzi sẽ chuyển qua mì khô cấp 14 nha mọi người. Wow. Trước tiên là mình phải ngắm được cái cảnh phô mai. Oh yeah, mì này là nó siêu mềm đó. Bây giờ Uzi ăn một miếng thử đi. Mì cốc độ 14 là Uzi nghĩ là Uzi là người lần đầu tiên ăn cấp 14 ở Việt Nam. Wow. Mì cốc độ 14. Bây giờ xin nói cái vị ngon trước nha. Siêu ngon. Siêu ngon. Wow.
À, cái này cái giống như là quên mọi thứ trên thế giới này. Rất là ngon, rất là ngon, rất. Nhưng mà khi mà mình ăn á, nó ngon quá, Uchi quên là nó cay hay là không cay. Đây là cái cảm nhận đầu tiên khi mà Uchi ăn, cay hơn mì nước. Nhưng cái này mới ngon, ngon hay là ngon. Cái này là Uchi chấm cái này 100 điểm, còn cái này là khoảng 92 điểm. Đó là 100 điểm luôn á, 100 điểm. Rất là ngon. Nếu mà thêm gói gia vị, Uchi sẽ nghĩ là nó là cấp 14 đúng không? Nó sẽ cay hơn hay là cay hơn, nhưng mà thực sự là không phải. Nó ngon hơn. Cái vị nó đậm hơn chứ không phải nó sẽ cay hơn các bạn. Đó là một hiểu lầm khi mà Uchi đi nấu. Uchi ăn cả mì nước và mì khô thì cái mì này rất là thích, rất là yêu. Khi mà mình ăn mì siêu cay thì mình không có sợ gì hết, YOLO luôn. Uchi đảm bảo các bạn ăn cái này xong không ai nói là trời cay quá à, không ăn nữa đâu. Không ai nói như vậy đâu. Wow, ngon lắm à, ngon lắm à. Trời ơi, ngon lắm, trời ơi, ngon lắm. Thường thì em không biểu cảm như vậy nhưng mà ngon lắm. Và sau khi Uchi ăn cái này xong, Uchi cảm nhận được sẽ là mì khô ngon hơn là mì nước. Nói chung là mì nước cũng ngon, nhưng mà mì khô thì Uchi được chế biến cho nên là nó sẽ ngon hơn. Bây giờ người ta đi ra quán xong rồi ăn mì cay đúng không? Trời ơi, cùng bây giờ thì mình có thể đi siêu thị xong rồi mua mì siêu cay, sau đó mình có thể chế biến một chút xíu như Uchi. Đời của các bạn sẽ khác nhau liền, đó là hạnh phúc hơn và cái này nó rẻ hơn, cho nên là các bạn có thể tiết kiệm thời gian mà tiết kiệm tiền nữa. Nhớ làm như Uchi nha, cái này ngon. Nếu mà bạn nào mà mua hoặc là ăn mì siêu cay thì các bạn phải tham gia cái cuộc thi này, đó là thách thức bạn lĩnh ăn mì siêu cay. Các bạn chỉ cần quay video hoặc là livestream ăn mì siêu cay theo các yêu thích các bạn trên Facebook cá nhân, sau đó mời bạn bè tham gia livestream cùng nhau luôn thì các bạn sẽ có cơ hội lấy iPhone X. Wow. Và Uchi cũng cố gắng để lấy iPhone X. Bạn nào mà càng có nhiều video hoặc là công thức đặc biệt nhiều hơn thì các bạn sẽ cộng điểm thêm, đó là cơ hội trúng càng cao. Ngoài ra còn nhiều phần quà, đó là thẻ cào điện thoại, cho nên các bạn nhớ nhanh tay nha. Các bạn, đây là website này, các bạn nhớ vào đây, sau đó các bạn nhớ làm theo bước đầy đủ nha thì mới trúng được iPhone X đi. Bây Uchi đi siêu thị mua mì siêu cay để lấy iPhone X. Nếu mà bạn nào mà chậm hơn Uchi thì các bạn không có lấy được nha. Bye bye. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi, và các bạn nhớ bấm subscribe và các bạn nhớ bấm chung nhiều Uchi nha. Bye bye. Uchi đi mua. Quên. Xin nghĩ ăn. 7 cốc độ hả? Em nói là cốc độ 7 hả? Các bạn ai cũng... từ mọi người quá. Ai bỏ thấy bạn. Thật sự là Uchi cũng đã từng... Thực sự là Uchi cũng đã từng có một cái ước gọi là không thể nào mà quên được. Ủa, vừa mới là ước xong cái bây giờ nó là ký ức. Wow, ok. Mồ thay bác.